Thuyết Nguyễn kính chào quý khán thính giả đã đến với kênh Định cư và cuộc sống ở Canada. Thưa quý vị và các bạn, khi Thuyết làm video này đã là 5 rưỡi chiều ở bên Canada, tức là vào 4 rưỡi giờ sáng ở bên phía Việt Nam. Hiện tại bác sĩ Trần vẫn chưa trở về, vẫn ở trên thác nước Niagara. Vâng, đã coi như bước sang ngày thứ 3. Nhưng bác sĩ Trần vẫn chưa trở về Toronto. Đây có thể Thuyết không biết là nói như thế nào, nhưng có thể rằng là đây là một cái điều bác sĩ Trần đang cố gắng muốn chứng minh cái tình yêu của mình đối với những đứa con, đặc biệt là đối với Trần Trân. Khi mà nghe Trần Trân cầu xin cha lần cuối cùng là đưa mình trên thác nước Niagara, thì theo như Thuyết biết, vào tối hôm qua các bạn, thì trong 3 hôm vừa rồi, thì khi mà bác sĩ Trần ở trên thác nước Niagara thì bác ấy vẫn thỉnh thoảng gọi điện về cho bà Lý Hương. Còn gọi cho ai nữa thì Thuyết không biết, nhưng riêng bà Lý Hương là bác sĩ Trần đã gọi điện để hỏi thăm tình hình sức khỏe của Trần Trân như thế nào. Thì theo cái thông tin mà Thuyết biết thì chiều ngày hôm qua Trần Trân đã tỉnh lại. Và các bạn biết đó, khi Trần Trân tỉnh lại đã đưa ra một cái yêu cầu đối với Ngân, rằng là yêu cầu Ngân hãy rời xa cha mình và đuổi bác sĩ Trần, rồi thì đuổi vợ chồng Tào Hoa và những người có thể là như trong băng đảng của bác sĩ Trần, như là mẹ con của Ngọc Bích, ra khỏi nhà Ngân. Nếu một khi Ngân đã nói rằng không yêu thương bác sĩ Trần nữa thì hãy làm công việc đó đi, và hãy có thể làm đám cưới, định ngày có thể làm đám cưới với toàn dư đi. Vâng, như các bạn biết đó, trước đây thì bác sĩ Trần có thể đi đăng ký với Ngân có thể sẽ gặp khó khăn vì vấn đề Sinh Viên Hùng không chấp nhận. Sinh Viên Hùng sẽ lấy cái tờ giấy khai sinh và những cái hình ảnh sống 3 năm cùng với Ngân, và trong cái giấy khai sinh thì có cả tên con, tên của Hùng là cha và tên của Ngân là mẹ của bé Nhẫn. Thì căn cứ vào điều này có thể không có một luật pháp nào có thể đăng ký cho Ngân một khi Ngân chưa làm ly dị với Sinh Viên Hùng. Thì ở đây thì coi như Sinh Viên Hùng gây khó dễ trong việc đó để Ngân không thể coi như là làm đăng ký kết hôn với bác sĩ Trần. Thì trong câu chuyện mà nếu mà Ngân và Đoàn Dư bây giờ đi làm đăng ký kết hôn thì chắc chắn sẽ không gặp những khó khăn đó. Hùng là sẽ rất ok, bởi vì Hùng sẽ đồng ý để cho Ngân và Đoàn Dư đến với nhau, đúng không ạ? Cho nên là sẽ không gặp khó khăn. Và Trần Trân lấy cái điểm này để muốn rằng là đưa ra cái câu chuyện yêu cầu Ngân thực hiện những điều đó một khi để chứng minh rằng mình không còn, bản thân Ngân không còn yêu cha của Trần Trân nữa. Vâng, thưa quý vị và trong các bạn, trong câu chuyện này Thuyết đã nhắc rồi, có một số bạn đã trách Trần Trân khi mà oán trách Ngân, đổ tội cho Ngân rằng là trong câu chuyện này thì có tới 99% chính Ngân là cái kẻ gây nên, là cái kẻ tội đồ gây nên những cái sóng gió và khiến cho rất rất nhiều người khổ đau. Và như trong lá thư ở trong video thứ nhất mà các bạn theo dõi, trong lá thư của chị Jolie Chu, thì chị Jolie Chu đã kể ra là 11 nạn nhân trong cái cuộc tình giữa Ngân và bác sĩ Trần. Trong khi đó thì có thể loại ra một trường hợp, đó là của Quân. Đấy, thì theo Thuyết nghĩ là nếu mà nói như vậy cũng không đúng. Theo Thuyết nghĩ vẫn có dính dáng trong câu chuyện khi mà Ngân và bác sĩ Trần đến với nhau, lúc đó thì Quân xuất hiện, đúng không ạ? Thì lúc đó vẫn dính dáng đến chuyện của Quân hết, thì không thể nói là 10 được, mà chính xác vẫn phải là 11. Bởi vì cái cuộc tình này, thì bác sĩ Trần mới có mới làm những chuyện đó. Ở đây là theo cái cách theo Thuyết tính là nếu chính thức thôi nhá, Thuyết không dám khẳng định, bởi vì tất cả là đều có sự nghi ngờ. Thì chúng ta có quyền nghi ngờ nhưng chúng ta không khẳng định. Nhưng bây giờ cái quyền nghi ngờ, ví dụ nói rằng trong cái vấn đề mà bác sĩ Trần muốn lấy được số tiền của Ngân, và khi đó Quân xuất hiện, thì có thể chính Quân là cái người cản trở trong những cái chuyện đó, và chính Quân là người đưa ra cái giá 200.000 đô để muốn lấy tiền của bác sĩ Trần trong cái việc mà Ngân đã phải, mà Quân đã phải chịu đựng trong 6-7 năm để nuôi đứa con của bác sĩ Trần, đúng không ạ? Thì trong câu chuyện này nó liên quan tới vấn đề tài sản. Có nghĩa bác sĩ Trần hứa với Quân là sẽ mua cho Quân, vợ chồng Quân một căn nhà, và sau đó thì Quân đã ra đi vĩnh viễn, chưa kịp có nhà có cửa. Và đến hiện nay thì Phạm Hoa là người vợ của Quân cũng không có nhà có cửa gì cả. Thì trong câu chuyện này Thuyết đã quên rồi, có một quý khán thính giả đã nói rằng là bác sĩ Trần thủ tiêu Quân, bởi vì ở đây vừa không muốn mất nhà, có nghĩa là khi Quân chết thì coi như là bác sĩ Trần không phải mua nhà cho Quân là một. Cái thứ hai là để chiếm đoạt Phạm Hoa, bởi vì bác sĩ Trần vẫn yêu Phạm Hoa, bằng chứng là có con với Phạm Hoa.
Ở đây là bé Huy, năm nay đã 6 tuổi và có thể sắp sang 5-7 tuổi rồi. 1-2 tháng nữa là Tết thôi. Và theo như người Việt Nam ta, cứ Tết là người ta tính thêm 1 tuổi. Thì lúc đó bé Huy sẽ được 7 tuổi. Thì ở đây rõ ràng là Phạm Hoa rất trẻ và đẹp gái. Thì rõ ràng là trong chuyện này cũng chỉ các bạn cũng chỉ là suy tính thôi đúng không ạ? Chứ không phải là nghi ngờ thôi chứ không thể khẳng định được. Cho nên là có bạn đã nói rằng là bác sĩ Trần trong việc thủ tiêu quân, một là không phải mất tiền, đã hứa là trả một ngôi nhà. Tức là mình, bác sĩ Trần kiểu như là nói rằng là tôi sẽ cho quân một ngôi nhà, công bố như vậy. Thì mọi người đều biết, tức là lấy cái tiếng thơm, đúng không ạ? Trong khi đó thì thủ tiêu quân đi thì vừa không mất tiền nhà, trong khi đó lại lấy được người vợ của quân. Thì các bạn biết là Phạm Hoa mới có 20 mấy tuổi, rất trẻ đẹp, thì đàn ông thì ông nào chả thích trẻ mới đẹp. Nói là tôi không thích trẻ đẹp thì những cái ông đó nói dối lòng. Vâng, một từ trước đến nay không ai vạch ra được như chị Jolie Chu cả. Vạch ra đến 11 nạn nhân. Thì trong câu chuyện này, thiết thấy rằng là có nhiều người vẫn nói là Ngân vô tội. Đấy. Tức là cũng như cái cách mà bao biện của Ngân thì đúng ạ. Ngân nói rằng cái quyền quyền yêu và quyền sống của mỗi người, người có tiền cũng như không người không có tiền, được yêu, được sống là của họ, không có lỗi gì hết. Nhưng theo cái cách nhìn của chị Jolie Chu hoặc là của Trần Trân thì lại khác. Nhưng Thuyết cũng nói rồi, Trần Trân ở đây đang cố gắng làm tìm cái cách khích tướng để cho Ngân buông bỏ cha của mình ra. Và khi mà Ngân quyết định coi như là lấy một người nào đó mà chấm dứt cái cuộc tình với người cha của mình thì sẽ không có những cái tai nạn xảy ra tiếp theo nữa. Trong câu chuyện này, bạn Thiên Nga Trần 3653 có đưa ra một cái lời bình luận trong vấn đề con người của Ngân mà hôm nay Thuyết thật sự cảm nhận thấy thế thật. Bạn Thiên Nga Trần nói rằng đây là một lời bình luận của bạn Thiên Nga Trần với chị Jolie Chu trên trên cái kênh của chúng ta bình luận ai cũng nhìn thấy. Thường thường là bạn Thiên Nga Trần sẽ viết thư, nhưng mà hôm nay Thuyết nhìn thấy cái bình luận này sau khi mà chị Jolie Chu có đưa ra một lời bình luận nào đó thì bạn Thiên Nga Trần đã nói rằng em rất hiểu tính nết của những người sinh năm 1970 chị ạ. Cô ấy cô đơn ngay cả khi có người thân bên cạnh vì nội tâm của cô ấy luôn có vách ngăn riêng, không ai bước vào được. Thấy thương chị ạ, nhiều tiền và tốt bụng thật nhưng có sướng đâu chị, ít tâm phúc bên cạnh. Có nghĩa là sao? Có nghĩa cô ấy ở đây là chị bạn Thiên Nga Trần muốn nói đến Ngân, và bạn Thiên Nga Trần thì có một người chồng cũng sinh năm 1970. Và Thuyết hôm nay có một đọc được một cái từ, nó một cái từ rất là mới mẻ, tức là bạn Thiên Nga Trần nói rằng Ngân, trái tim của Ngân có một cái vách vách ngăn riêng, không ai bước vào được. Có nghĩa là trong cái nội tâm của Ngân, thì hôm nay Thuyết thấy cái điều này có vẻ như rất đúng. Lý do tại sao vậy? Mặc dù Ngân đã công bố trong cái tình yêu mới của mình là đến với Đoàn Dư. Ở đây các bạn biết rằng trong cái đám cưới của Đông Nhi thì khi mà hai người hát, Ngân đã xúc động và ôm lấy, ngả đầu vào Đoàn Dư và khóc nức nở. Rõ ràng và Đoàn Dư cũng nhẹ nhàng coi như là an ủi Ngân. Thì rõ ràng hai người không khác gì công bố trước công chúng đó là một cái tình yêu mới của mình đúng không ạ? Tuy nhiên trái tim của Ngân, Thuyết nói rồi, trái tim của Ngân có một cái gì đó mà Thuyết khó hiểu. Mà ở đây Thuyết đã nói là có lúc là Ngân có vẻ như là vẫn chưa quên được bác sĩ Trần. Bởi vì bác sĩ Trần có những cái món đòn riêng đúng không ạ? Người ta, người nào cũng có một cái tài riêng mà. Và bác sĩ Trần cái tài tán gái và làm cho người ta mê mẩn. Đây chính là cái tài của bác sĩ Trần. Khiến cho những người như Ngân, những người đã bước qua cuộc đời của bác ấy, đã cùng qua đêm cùng bác ấy rồi thì không thể nào quên được bác ấy. Và đến hôm nay thêm một bằng chứng nữa để có thể nói về cái điều này khi Ngân vẫn chưa dứt khoát với bác sĩ Trần. Mặc dù Trần Trân đã lên tiếng vào chiều ngày hôm qua rồi, nhưng mà các bạn biết không, đến đêm hôm qua lúc đấy là đâu khoảng 12 rưỡi đêm, Ngân coi như lại khóc như là cha chết vậy các bạn, khi mà nghe tin bác sĩ Trần nhảy xuống dòng thác nước Niagara quyên sinh lần thứ hai. Tại sao lại là như vậy? Vâng, một câu chuyện rất thương tâm. Các bạn biết không, tức là chiều tối ngày hôm qua bác sĩ Trần có gọi điện về cho bà Lý Hương để hỏi tình hình của Trần Trân. Có trong ngày hôm qua đây là cuộc điện thoại thứ hai, và các bạn biết đó, cả ngày hôm trước bác sĩ Trần không ăn gì nữa và đã được coi như là tám trang nấu cho một bát mì tôm với lại con tôm hùm với lại ít thịt băm gì gì đó, nhưng bác sĩ Trần cũng không ăn hết cái tô mì của tám trang, mặc dù các bạn biết là rất ngon. Thì ở đây rõ ràng là bác sĩ Trần đang cố gắng thực hiện cái lời hứa của mình để làm sao coi như thực hiện lời hứa của mình để cho lấy
để chứng minh cái tình yêu của mình đối với những đứa con và nhất là của Trần Trân. Thì khi nghe bà Lý Hương nói rằng là Trần Trân tỉnh lại và có như đưa ra những cái lời nói với yêu cầu Ngân như vậy thì bác sĩ Trần biết rằng là Trần Trân đã tỉnh nhưng mà vẫn chưa khỏe, vẫn chưa khỏi. Cho nên là bác sĩ Trần vẫn tiếp tục kiểu như là các bạn biết không, tức là tiếp tục cúng vái linh hồn bà Ngọc Trinh đấy để van xin linh hồn bà Ngọc Trinh tha tội cho bác ấy với lại bà Hương và bằng cách làm sao để cho Trần Trân khỏe lại. Ở đây theo thấy có một cái khác, một cái không đúng, có nghĩa là nếu đã khi mà cúng vái như vậy thì Tám Trang không nên nấu cái tô mì có tôm hùm với lại có cả thịt, có nghĩa người ta ăn chay thôi, nấu chẳng hạn như mì trắng, mì gạo đó với lại rau, có thể rằng là nấu với rau thôi đúng không các bạn, tức là mình ăn chay thôi chứ đi coi như cúng vái mà lại không ăn chay như vậy thì còn nói chuyện gì nữa. Đây là cái suy nghĩ riêng của Thuyết thôi, chứ còn thì không biết rằng là lúc bởi vì đi đến chùa, đi đến nơi cúng vái mà các bạn không ăn chay thì còn gọi gì nữa, vẫn cứ sát sinh như vậy thì còn gọi gì nữa là có thể là trời Phật thương xót được. Thì cái câu chuyện Ngân khi nghe tin bác sĩ Trần như vậy mà coi như là lại khóc thương, vẫn nhớ đến bác sĩ Trần, thì ở đây chính là cái vách ngăn riêng mà không ai bước vào được, có nghĩa cái nội tâm của Ngân đấy mà theo như bạn Thiên Nga Trần nói. Vâng, thế lý do tại sao mà bác sĩ Trần lại coi như nhảy xuống dòng thác nước Niagara quyên sinh lần thứ hai thì mời quý khán thính giả tiếp tục theo dõi phần sau của video này ngày hôm nay nhé. Bây giờ Thuyết sẽ xin chia sẻ một số những lá thư, những bình luận của quý khán thính giả. Và cái lời bình luận đầu tiên là của bạn Vũ Minh 779. Bạn viết rằng ông Trần toàn dùng khổ nhục kế để mọi người dù lòng thương chứ ông ta chưa thực tâm quay đầu ở đâu nhé. Ông này bao nhiêu lần hứa nhưng có bao giờ thay đổi được đâu. Ông ta toàn nước mắt cá sấu, mèo khóc chuột, hổ khóc dê. Còn ông Nam muốn cận kề não bạc vì lợi ích cá nhân, mong ông ta khỏe lại để làm thủ tục đưa con cái ông Nam sang Canada. Còn trong chuyện này ông Nam cũng chả thương ông Trần gì cả. Còn ông Trần cũng không vì những lời khuyên của Trần Trân mà quay đầu đâu. Ông ta chỉ đang tìm cách lấy lại tình cảm của mọi người và tiếp tục thực hiện mục tiêu của mình là chiếm đoạt nốt số tiền của Ngân. Mọi người hãy cứ chờ xem ông ta diễn tiếp nhé. Vâng, xin cảm ơn bạn Vũ Minh. Không biết bạn Vũ Minh có phải là cái bạn mà xem tướng số hay là xem tử vi hay không? Và nếu bạn xem được tử vi thì có thể là bạn ấy có thể biết được cái phía trước đúng không ạ? Và bạn ấy đưa ra một cái suy đoán là bác sĩ Trần vẫn chưa cải tâm. Tức là bác ấy tất cả đây chỉ là những cái khổ nhục kế thôi. Và trong chuyện này thật sự là khi câu chuyện này xảy ra thì bạn Vũ Minh chưa biết và bạn ấy đã nhìn được trước rồi là ông Vũ Lam đang như vậy và chỉ vì mục đích cá nhân. Và cái điều này theo tôi nghĩ là chính hôm nay bác sĩ Trần đã mang ơn ông Vũ Tiến Nam rồi. Mặc dù có thể nếu đúng là khổ nhục kế thì đây cái chỉ là cái kế sách của bác sĩ Trần thôi. Và cái chuyện ông Vũ Tiến Nam đó là ông ấy được cái cơ hội bởi vì lúc đó là vợ chồng tào hoa ngủ đang ngáy như chết, trong khi đó chị Điều Voi thì cũng coi như là làm chờ ở trong một trong căn phòng ở trong cái ngôi miếu của bà Ngọc Trinh và có vẻ như đang đợi chờ bác sĩ Trần về để coi như là sấy khô tàu lá chuối của mình. Bạn Vũ Minh nói chúng ta hãy chờ đợi. Đấy, bạn ấy là một người coi như là xem tử vi rất là siêu, thì chúng ta chờ đợi xem có đúng là chị ấy ok hay không, tức là biết trước cái tương lai của những người trong câu chuyện này hay không. Bây giờ chúng ta đến cái lá thư của chị Ni Bác Khâm nhé. Chị Ni Bác Khâm chính là cái chính chị đang ở sống ở Anh Quốc. Vâng, London ngày 26 tháng 10, Thuyết em và hai cháu cùng toàn thể những nhân vật trong một ngày câu chuyện tình mà cộng đồng đang theo dõi hai ngày nay. Thuyết đang chia sẻ về câu chuyện tình của Hà Đông, mình cũng góp vui một chút. 100% là lão John ở trong tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia. Trước mình cũng có một trường hợp tương tự, chat qua mạng, nói là tập đoàn sang nước Anh làm việc ngoài biển, không vào đất liền rút tiền ra được. Vợ chết, hai con đang học, giờ con đi du lịch sang London và con gái sinh nhật muốn tặng quà, lên nhờ mình ứng tiền mua cho con gái quà sinh nhật iPhone 12. Thậm chí còn gửi sao kê ngân hàng chứng minh là có tiền. Gặp phải đá rồi, mình không mắc mưu, lên không bị lừa. Hy vọng cháu Hà Đông sớm nhìn ra vấn đề. Còn cháu Trần Trân thật là đáng thương. Hy vọng ngày gần đây cháu nhanh chóng bình phục. Nếu cháu không bệnh tật, cháu rất thông minh, có nghị lực.
cháu kết tội cháu Ngân 90%, bà thấy hơi nặng nề. Đấy, cháu nói nguyên nhân vì Ngân có tiền mới đưa đến câu chuyện tình ở xứ sở La Phong, có thể đúng xuất phát từ tiền mà ra, nhưng cháu Ngân có đem tiền ra dụ dỗ bố Trần Chân đâu. Theo bà thì bố cháu và Ngân 50-50, tại tình yêu không có lỗi. Ông Trần yêu Ngân không biết có thật lòng không, nhưng khi cô đơn mà ông Trần đến với Ngân đúng chỗ đúng lúc. Dừng thì làm gì có chuyện gì đáng tiếc xảy ra, nhưng ông Trần đã có thêm mục đích và âm mưu để chiếm đoạt số tiền, đó là mình suy nghĩ vậy. Còn Trần Chân cũng có quyền suy nghĩ về việc ông Trần và Ngân và những người phụ nữ gần cha của Trần Chân cũng có mục đích, vì ông Trần cũng có tài sản và tiền, chứ yêu đương gì như mẹ con bà Điều Voi mà loại đàn bà phụ nữ này làm ô uế mất thanh danh của người phụ nữ Việt Nam. Đa số những người phụ nữ trẻ mà lao vào những ông già là 100% vì tiền. Cháu Điều Voi và con gái cô này dây thần kinh xấu hổ đứt mất rồi. Mình năm nay 76 tuổi rồi, lên ăn muối nhiều hơn ăn cơm đấy, mà không muốn lên tiếng như cộng đồng mạng đã và đang bình luận. Kém miếng khó chịu nên cũng tham gia vài dòng tâm sự. Hiện tại những ông Việt Kiều về Việt Nam ngoài 70-80, con gái từ 20 như Ngọc Bích và ngoài 40 như Điều Voi lao vào như thiêu thân, không phải vì tiền thì là vì gì? Đáng tuổi con tuổi cháu, dùng mọi kế sách cả bùa ngải nữa. Người nhà mình cũng bị trong trường hợp này. Cuối cùng thì mong cho mọi người trong câu chuyện tình này sớm có một cái kết tốt đẹp. Còn riêng chủ kênh bảo thủ, gia trưởng cố chấp nhưng có tâm thương người, thật thà và quá tin người, đã làm Ái Khanh một người như da cắt lượng khổ vì tình hơn 40 năm rồi. Tuyết cũng không sung sướng gì vì Tuyết sống nội tâm, lại có lòng tự trọng cao nữa. Vất vả về con đường con cái, vừa làm cha vừa làm mẹ. Do đó dù sau này có thế nào, chị cũng ủng hộ quyết định sáng suốt của Tuyết. Nếu có cưới Ái Khanh, không mời chị cũng có mặt dày như ông Trần và Điều Voi làm khách không mời mà đến. Mua vé máy bay 6 tiếng London, Toronto dự đám cưới của Thuyết đấy. Cuối cùng, mình chúc đại gia đình ở kênh Định Cư Canada những điều tốt đẹp đến với mọi người. Ly Ni Vương đến từ Anh Quốc. Vâng, chị Ni Ni Vương thì cũng Thuyết vẫn thường gọi là chị Ni Beckham đó. Chị năm nay 76 mùa xuân rồi nhưng mà vẫn rất là te gái nha các bạn. Vẫn cứ rất mạnh khỏe đi coi như là du lịch khắp thế giới đó đây. Và vừa rồi thì chị đi làm một chuyến du lịch châu Âu, đặc biệt là đến Tây Ban Nha, đến Ý, đúng không ạ? Trời ơi, cuộc đời của chị quá sướng mà te gái thế, mà gặp bác sĩ Trần thì chắc chắn là sẽ được bác sĩ Trần để mắt. Và theo em nghĩ rằng Điều Voi mới lại Tào Hoa lúc đấy không phải đối thủ của chị coi như Ni Ni Vương đâu. Vâng, trước hết về câu chuyện tình của Hà Đông thì chị Ni Beckham cũng giống như là chị Mimosa, đúng không ạ? Cũng nói 100% như là lừa đảo rồi. Ở đây thì Tuyết vẫn chưa dám khẳng định. Rất có một cái may là anh John này thì không biết tiếng Việt Nam các bạn. Cho nên là chúng ta chia sẻ, chúng ta có nói xấu anh ta thì anh ta cũng không biết đâu. Anh ta không biết nghe đâu. Và không biết hiện tại anh ta đang ở châu Phi hay là đã về Mỹ chưa thì cũng không biết nữa. Thì trong câu chuyện này thì Tuyết có nói vui với Hà Đông như thế này. Bởi vì Tuyết biết là Hà Đông đang nặng tình và đang nhớ, mơ tưởng tới những cái ngày mà những cái ngày coi như được bên người yêu của mình sống một cuộc sống tuyệt vời, tức là sống thử nghiệm đấy, mà nhất lại là ở một cái hòn đảo Vancouver, một hòn đảo có thể nói rằng đẹp nhất nhì trên thế giới, có cái khung cảnh hữu tình và cái không khí nó quá tranh trong lành đấy, thì còn gì là sung sướng hơn, đúng không ạ? Thì ở đây Thuyết có nói rằng thôi thì bây giờ thế này, nếu mà Hà Đông chưa quên được anh John thì cứ tiếp tục. Nhưng mà chỉ có mỗi một điều này thôi, nếu anh ta cứ nói cái chuyện gì liên quan về tiền bạc thì gạt, còn thì mình cứ sống coi như là cuộc tình với anh ta cho nó sung sướng. Bởi vì bây giờ cảm thấy rằng là khó, anh ấy thì khó sống được, đúng không ạ? Thì mình chỉ tình thôi, ấy cả hai bên đều có thể thiếu tình yêu thì có thể cứ tình thôi, nhưng liên quan về tiền thì gạt anh ta ra. Anh ta nói anh ta giàu có như vậy, hoặc là Hà Đông coi như là không cần. Ví dụ anh ta có thử Hà Đông bảo anh cho em mấy tỷ hay là bao nhiêu triệu đô la gì đó thì không thèm, cứ nói là em có tiền rồi, nhưng trong cái đó chỉ tình yêu thôi, còn thì thể để anh ta xem thế nào. Và một vấn đề nữa là Hà Đông coi như cứ chấp nhận đứa con nuôi người da đen của anh ta nhận đi xem ok, và bảo anh ta là đưa sang Vancouver hoặc là đưa sang Toronto. Từ Mỹ sang Toronto mà anh ta có quốc tịch, có
có dấu giấy hộ chiếu của Mỹ thì đi bất kể nước nào trên thế giới đâu có khó khăn cái gì đâu, đúng không ạ? Cũng như chị Ni Bắc Ham nói là từ Anh Quốc sang Toronto chỉ có 6 tiếng thôi. Vâng, thì lúc đấy chị sang mà dự đám cưới của Thuyết Mấy Khanh á, thì nói thật là trước là cứ xin bỏ qua cái vấn đề mà đi đăng ký kết hôn. Thuyết có về với Võ Ái Khanh thì cũng không bao giờ đăng ký kết hôn hết, chỉ có làm đám cưới mà đơn thật đơn giản như là ông Ly với lại Đông Nhi thôi. Chỉ sợ nhất là chị Ly Beckham lúc đó này nhìn thấy bác sĩ Trần mắt này nhấp nha nhấp nháy thì chị lại quên đường về Anh Quốc mà ở lại Canada luôn. Nếu câu chuyện đó xảy ra thì cũng ok, cũng được, nhưng mà chị đừng đừng tham gia vào câu chuyện lấy tiền của Ngân thôi là được, còn thì cứ ok với bác ấy cũng chẳng sao, đúng không ạ? Vâng, thưa quý vị, Thuyết xin lỗi đang chia sẻ nhưng mà lại có cuộc điện thoại ở máy điện thoại bên cạnh, thành ra là không biết rằng là đang chia sẻ tới đâu rồi, và Thuyết có lời xin lỗi. Thôi thì bây giờ Thuyết tiếp tục cái phần video chính nhá, còn phần cũ hình như Thuyết nhớ mang máng là đang nói chuyện về cái lá thư của chị Ni Beckham. Tất nhiên ở đây là chị Ni Beckham hãy thông cảm cho Thuyết, tất cả những cái điều mà Thuyết nói rằng là với bác sĩ Trần nọ kia đó chỉ là Thuyết muốn muốn cho nó vui, tức là tính của Thuyết tếu táo cho nó vui nó hài đấy. Cũng như chị Đỗ Thị Hương Bình đấy, cũng là 70 mùa xuân rồi nhưng Thuyết vẫn trêu là người yêu của bác sĩ Trần, thì chị Ni Beckham cũng hiểu cái chuyện đó nhé, chứ đừng nghĩ rằng là Thuyết thế nọ thế kia không tôn trọng nhau, mà Thuyết chỉ thích là cho các chị có những cái tiếng cười vui vẻ trong những cái ngày tháng cô đơn của cuộc đời thôi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như các bạn đã biết là vào ngày hôm trước nữa, ông Vũ Tiến Nam, chú của sinh viên Hùng, đang làm tu sửa nhà cho gia đình Hùng thì đã xin phép ông chủ để lên xin hầu hạ bác sĩ Trần. Bởi vì nghe tin rằng là bác sĩ Trần đi lên trên thác nước Niagara mà không có ai ở đó. Và thực ra thì lúc đó các bạn biết là ông Vũ Tiến Nam muốn đi thôi. Chứ còn thì lúc đó là vợ chồng Tào Hoa với lại chị Điều Voi đã đi lên rồi để thay thế cho Hùng với Tám Trang trở về rồi, đúng không ạ? Thiếu gì người đâu, mà nói thật với các bạn ở đây thì bác sĩ Trần không thiếu gì người, bác ấy có cần gọi không thôi, ví dụ như là trong Hiệp hội Người Hoa này, hoặc là ở trên đó có hàng 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 trăm hàng nghìn những cái người dân da đỏ, người ta rất yêu quý bác sĩ Trần, thiếu gì người, đúng không ạ? Cho nên trong câu chuyện ngày hôm qua thì bác sĩ Trần đã gọi cái chẳng mà mọi người bảo ông Ly là không lên đó rồi thì ông Ly đã không lên, bởi vì sao? Ông Ly thấy rằng là ông ấy thấy rằng là trong cái chuyện mà vào tù của mình là trong đó có vẻ bác sĩ Trần là kẻ đứng sau, cho nên là ông ấy không chấp nhận đó. Cho nên chuyện đấy thì không nói. Còn ông Vũ Tiến Nam thì khi nghe tin đấy thì bỏ cả công việc để lên phục vụ bác sĩ Trần, thì chuyện này chúng ta cũng hiểu thôi. Rõ ràng mục đích của ông Vũ Tiến Nam là muốn đưa vợ và bốn đứa con sang, thì các bạn biết rằng là mất nhiều tiền của lắm, mà đi được sang đây mà một người có ý thích đi nhá, thì nói thật các bạn, nếu bây giờ Thuyết nằm trong trường hợp của ông Vũ Tiến Nam ấy, mà thích đi ấy, mà mình không có tiền, có thể là xin mấy ngón tay đi và mất thêm tiền nữa để mà cho vợ con đi sang đây thì mình cũng chấp nhận mất mấy ngón tay. Đấy. Có những người ở đây đã nói với Thuyết như vậy đấy các bạn, chứ không phải là Thuyết đâu. Có những người ở đây bảo là bây giờ ai bảo lãnh coi như vợ và mấy đứa con tôi sang, tôi xin mất mấy ngón tay, chặt đứt mấy ngón tay của tôi đi và tôi mất thêm ít tiền nữa. Đó, người ta đồng ý như vậy đó. Thì ở đây là ông Vũ Tiến Nam cũng trong tình trạng đó, rất là muốn đưa vợ con sang. Bởi vậy là đây là cái cơ hội khi thấy bác sĩ Trần ốm đau như vậy. Và bây giờ thì mình tốt nhất là mình nên phục vụ. Đấy. Không biết là nghĩ như thế nào, nhưng mà theo Thuyết nghĩ bác sĩ Trần đâu có thích ông Vũ Tiến Nam đâu, đúng không ạ? Bây giờ người ta thích là những người phụ nữ, chẳng hạn chị Điều ở đó bên cạnh đó người ta phục vụ, chứ còn thì mấy ông đực lên đó để làm cái gì. Tuy nhiên ông Vũ Tiến Nam đã lên. Thì vào tối đêm hôm qua các bạn, chiều tối mà bác sĩ Trần gọi điện cho bà Lý Hương ấy, thì thấy Trần Trân vẫn chưa gọi thì bác vẫn cứ quyết tâm, tức là ngồi như là Thuyết không biết gọi là cái gì nhỉ, người ta gọi là ngồi sám hối đó, người ta tụng kinh, người ta sám hối đó, người ta cầu xin những lời lẽ nọ kia với bà Ngọc Trinh, đúng không ạ? Đó thì là các bạn biết không, tức là vợ chồng Tào Hoa cũng là đi ngủ. Ở đây thì Thuyết xin một có một cái thông tin nhé, là ông Vũ Tiến Nam nói rằng là ông ấy ngủ cùng ông chồng của Tào Hoa, tức là ngủ cùng cái anh họ Hoắc, còn Tào Hoa ngủ một phòng hai mẹ con, còn vẫn còn hai phòng nữa, có nghĩa trong cái ngôi miếu của bác sĩ Trần ở tầng dưới có bốn phòng ngủ các bạn ạ, chính xác là có bốn phòng ngủ. Thì nếu bác sĩ Trần mệt mỏi mà ngồi cúng bái ở trên tầng trên mà mệt mỏi thì đi xuống tầng dưới ngủ là ok. Nhưng đến tận đêm hôm qua vào lúc 12 giờ bác sĩ Trần vẫn không ngủ được và bác ấy vẫn ngồi như vậy.
Hai vợ chồng họ Hoắc đi ngủ, trong khi đó chị Điều cũng nằm ngủ một phòng. Đó là theo như anh Vũ Tiến Nam nói rằng anh Vũ Tiến Nam không có cảm tình với chị Điều. Ở đây là lời của anh Vũ Tiến Nam nhé. Bảo anh tôi nghe trên kênh nói rằng là chị ta đẹp gái rồi lộng lẫy rồi có sức quyến rũ lọ kia, nhưng tôi nhìn bà này không có cảm tình anh ạ. Ôi, bà ấy vẫn nằm mà làm riêng một phòng, có vẻ như là đang cố gắng hong khô tàu lá chuối để đợi bác sĩ Trần, nhưng bác sĩ Trần vẫn không xuống mà ngồi ở đó để tụng kinh. Và ông Vũ Tiến Nam thì không ngủ, đợi chờ bác sĩ Trần, tức là phục vụ lấy nước pha trà. Ở đây là ở đó nó có một cái hộp trà, tức là có mấy loại trà, rất nhiều loại trà. Thì ở đây là bác sĩ Trần thích uống một loại trà gì ở Trung Quốc, tức là loại trà rất ngon, nhưng Thuyết không biết. Là ông Vũ Tiến Nam pha trà bên cạnh đó, ví dụ bác sĩ Trần khát là uống nhấp nước trà. Thì các bạn biết không, vào lúc 12 giờ, gần 12 giờ đêm ấy, đó, kém mấy phút thôi, theo lời kể của anh Vũ Tiến Nam, tức là bác sĩ Trần Tiến khóc giống lên như là bị ma nhập, tức là hồn người ta nhập vào thân thể của mình, khóc giống lên kêu gào gọi tên người yêu của mình, gọi tên bà Ngọc Trinh. Và bác sĩ Trần kể lể cái câu chuyện tình của hai người ở cái thời cách đây đã mấy chục năm, từ cái thời mà hai người đã coi như là trải qua những cái khó khăn gian khổ ở trại tị nạn Philippines, trải qua cái quãng đường vượt biên rồi đến trại tị nạn Philippines rồi sau đó sang bên Mỹ như thế nào, và kể lể tất cả, và kể những cái nỗi gọi là nhận lỗi với bà Ngọc Trinh trong câu chuyện mà ăn vụng với bà Lý Hương. Đây là cái câu chuyện tình mà chúng ta đã nghe rất nhiều lần rồi, đúng không ạ? Thì bác sĩ Trần dốc khống khống lên. Thì lúc đó thì theo như anh Vũ Tiến Nam kể chuyện ấy, thì là trước đó là gần 12 giờ đêm, bác sĩ Trần ngồi đó nhưng có vẻ như bác sĩ Trần đã ngủ, tức là bác ấy ngủ ngồi, tức là bác ấy là ngồi ngồi thiền, như là ngồi thiền ấy, và bác sĩ Trần như là ngủ ngồi khi mà mệt mỏi trong mấy ngày đêm rồi. Thì sau đó tự nhiên là khóc giống lên trong cái tình trạng như vậy, và sau khi khóc giống lên kể lể coi như với bà Ngọc Trinh xong, thì coi như bác ấy vò đầu vứt tai, và cuối cùng là bác ấy lao ra khỏi cái ngôi miếu đấy. Và ông Vũ Tiến Nam thấy bác sĩ Trần ngộ lao ra khỏi cái ngôi miếu thì ông ấy cũng đuổi theo. Thì bác sĩ Trần đã lao xuống cái đường, ở đó là có một cái đường mòn, nó có một đường mòn bình thường ở bên Canada này các bạn, tất cả những đường lên núi lên điếc cái thứ là họ người ta xây bê tông hết, nhưng mà ở đó thì lại có một đường mòn không có bê tông các bạn ạ. Đây là cái con đường mòn gọi là như là để đi tắt lên thôi chứ không đi theo đường chính. Thì là bác sĩ Trần đã chạy xuống cái con đường mòn để đi xuống thác nước Niagara. Theo như ông Vũ Tiến Nam tả ấy, thì trời đêm qua se lạnh, các bạn biết là bây giờ đã vào cuối mùa thu và tầm đêm thì nó hơi lạnh các bạn ạ. Và đúng lúc đó là trăng bắt đầu lên. Các bạn biết là ngày hôm nay không thuyết không biết là ngày bao nhiêu âm lịch, không biết là chắc là tầm ngoài 20 đúng không ạ? 22, 23, tức là trăng gần như vào cuối tháng rồi. Thì cái tầm 12 giờ đêm là trăng bắt đầu lên. Có thể nó lên và nó sẽ treo lơ lửng trên đầu một cái cảnh trăng gọi là trăng cuối tháng. Đây có thể là một cái cảnh quan mà có thể để là những cái nhà thơ họ sẽ có những cái bài thơ tuyệt tác khi mà có những cái cảnh trăng về liên khuya, đó gọi là cái hồn thơ đúng không ạ, để coi như gây một cái cảnh có thể gây được những cái hồn thơ trong những bài thơ tuyệt tác. Và anh Vũ Tiến Nam kể rằng là nó rất là yên ắng và sương bắt đầu đã rơi xuống nhiều đó. Khi bác sĩ Trần chạy xuống cái con đường tắt ở núi đó thì anh Vũ Tiến Nam này không biết là bác sĩ Trần đi đâu, và nghĩ rằng là bác sĩ Trần có thể là đang bị tẩu hỏa nhập ma hoặc bị thần kinh. Đại khái là anh ta không hiểu gì và anh ta chạy theo đuổi theo bác sĩ Trần. Thì cuối cùng là bác sĩ Trần chạy xuống cái thác nước Niagara, thì từ trên ngôi miếu xuống đó khoảng 500 mét. Thì đến nơi thì ông Vũ Tiến Nam rất khỏe. Các bạn biết là một ông già 72 tuổi, còn ông Vũ Tiến Nam đang cái tuổi trung niên rất là khỏe. Đấy, mà nhất là ông ta đi làm cái nghề nghề xây dựng thì hàng ngày là làm cái công việc xây dựng lao động như vậy thì càng khỏe. Cho nên là bác sĩ Trần làm sao chạy chạy nhanh bằng ông ấy được. Có điều là đường dốc xuống núi, cho nên là ông ta bị trượt trượt, cả hai người trượt chân thôi. Nhưng bác sĩ Trần thì quen đường, trong khi đó ông Vũ Tiến Nam không quen đường. Thì đến khi chạy xuống cái đường quốc lộ ấy các bạn, thì nó có hai đường quốc lộ nhé các bạn. Cái đường mà từ chân núi xuống là cái đường đó là đường xe ô tô chạy. Còn cái đường đi qua một cái vạt cỏ lửa sang cái đường quốc lộ lần thứ hai, đó chính là một đường gọi là ở đây cũng bằng đường nhựa, nhưng mà đường đó là không được, đường đó chỉ dành cho người đi bộ, người tham quan cái thác nước thôi, đó, chứ không phải dành cho ô tô đi nhé các bạn.
Thì bác sĩ Trần đến khi chạy xuống cái đường đó, đến cái đó thì coi như ông Vũ Tiến Nam cũng trượt dài, kém bác sĩ Trần đâu 1-2 bước, nhưng cuối cùng cũng đuổi theo kịp. Và đến khi bác sĩ Trần chạy qua đường quốc lộ đến cái vạt cỏ, tức là ở đó là giữa hai cái đường quốc lộ, thì ông Vũ Tiến Nam tóm được, hỏi bác sĩ Trần là chạy đâu, bảo là bác đi đâu vậy. Thì bác sĩ Trần không nói, và bác sĩ Trần lấy tay chỉ ra phía trước, có nghĩa là chỉ ra cái thác nước. Thì lúc đó các bạn biết không, về đêm quang cảnh rất đẹp, nhất là trăng nó lên đỉnh đầu, và cái cảnh lúc đó mới gọi là cảnh trời đất giao nhau. Nếu các bạn đã từng đến thác nước Niagara giữa 12 giờ đêm thì các bạn sẽ thấy nó có cái, ở đây tôi không biết tả như thế nào, và vào cái thời điểm đó kể cả là ngày nắng hay ngày mưa thì thường thường nó xuất hiện rất nhiều những cái chiếc cầu vồng ấy ở cái khu vực thác nước đó. Không biết tại sao mà ở khu vực đó liên tục xuất hiện những chiếc cầu vồng 7 sắc, nó rất đẹp. Và chính ông Vũ Tiến Nam không phải là nhà văn nhà thơ nhưng cũng tả một cái cảnh đó, bảo là cái cảnh quan sau này ông ta đứng nó thật bần thần. Tức là bác sĩ Trần chỉ ra phía trước thì ông Vũ Tiến Nam bảo là bác muốn đi đâu thì em dìu bác đi chứ bác đừng chạy như vậy. Rồi, ví dụ như có chiếc ô tô nó lao đến thì sẽ không kịp, sẽ gặp tai nạn thế nọ kia. Thì bác sĩ Trần chỉ ra phía trước thì ông Vũ Tiến Nam dìu cánh tay của bác sĩ Trần khoác vào vai đó, dìu để dìu bác sĩ Trần đi. Thì đi qua cái vạt cỏ đó thì tới cái đường quốc lộ ở bên đường đi bộ chỗ thác nước Niagara, và bác sĩ Trần chỉ ra dòng thác là nói quang cảnh rất đẹp, bác muốn ra đây ngắm, và bác muốn ra đây để múc nước về để coi như thắp hương, thay nước để thắp hương cho hồn của bà Ngọc Trinh. Thì anh Vũ Tiến Nam nói rằng tại sao bác muốn như vậy mà bác không nói với em để coi như là em chuẩn bị trước, tưởng bác chạy đi đâu thế nọ kia. Mà cái thứ hai, tại sao bác đi múc nước mà không mang theo cái đồ nghề gì để mà múc nước? Anh Vũ Tiến Nam biết trước rằng từ trước đã có một cái đồ nghề ở đây các bạn ạ. Nếu mà thuyết không nhầm, nó là một cái bình gỗ và coi như là để múc nước và để đổ vào một cái gì đó. Đại khái là hai cái này để đựng nước, và nước này là không bao giờ đựng một thứ, bất cứ thứ gì ngoài cái nước ở thác nước, để lấy nước đó để thắp hương cho bà Ngọc Trinh. Thì anh Vũ Tiến Nam có thắc mắc tại sao mà mang đi múc nước lại không có mang những đồ nghề thế. Tuy nhiên mà khi mà anh Vũ Tiến Nam đang nhìn trời đất, đang nhìn cái cảnh quan, tức là nó quá đẹp đấy. Lá mùa thu nó vàng nó rơi các bạn. Và ánh sáng của những cái trăng, tức là trăng non ấy, nó chiếu vào những cái tán lá nó rất là đẹp. Và lúc đó nó hiện lên mấy cái cầu vồng. Anh Nam nói rằng có 2 chiếc cầu vồng nó gần như nó chồng chất lên nhau. Nó tạo thành những cái hình rất là đẹp phản xuống cái dòng thác nước. Nó đẹp mê hồn cái cảnh quan. Thì khi đó anh ta đang ngắm nhìn cái cảnh quan đó một cái thì bất ngờ bác sĩ Trần lao qua cái bờ rào, tức là nhảy lên cái, ở đó là cái bục xi măng các bạn, cái bờ rào ở trên đó là người ta xây cái bục xi măng rất là rộng, tầm độ khoảng 2 mét thế này, và ở tầm ở đó là người ta, ở giữa là người ta xây, người ta bằng sắt, có nghĩa là phải nhảy lên cái bậc xi măng đó cách cách chúng ta, cách mặt đất độ khoảng 80 phân. Và nếu bạn trèo qua cái rào đó độ khoảng, nếu tính từ đất lên thì độ khoảng 2 mét, hơn 1 mét. Thì là vượt qua hàng rào đó thì sẽ sang được bên thác nước. Đó. Thì coi như là bác sĩ Trần nhảy lên cái bậc xi măng đó và bắt đầu trèo qua những cái tấm sắt đó để coi như đi sang bên kia. Thì rất nhanh ông Vũ Tiến Nam đã nhảy lên theo và coi như kéo bác sĩ Trần lại. Bác sĩ Trần lúc đó đã hét lên, bảo là hét lên những cái tiếng đau đớn. Anh Vũ Tiến Nam không nghe được những cái tiếng hét này bác sĩ Trần nói cái gì, nhưng đại khái bác sĩ Trần nói là buông tôi ra để tôi về với người yêu của tôi. Đó, bác sĩ Trần hét lên như vậy. Và ông Vũ Tiến Nam thì đứng lên được bục xi măng, nhưng trong cái đó thì người của bác sĩ Trần nơ lửng trên cái thanh sắt ở ở trên cao đấy các bạn, tức là nếu mà vượt qua được cái, đưa được cả hai chân sang kia là bên kia rồi. Ông Vũ Tiến Nam lúc đó là rất là lo sợ, kéo bác sĩ Trần xuống, và cái sức mạnh của anh Vũ Tiến Nam thì bác sĩ Trần làm sao cỡ được. Anh ta đã kéo bác sĩ Trần lại sang bên này. Và cuối cùng là khi mà nghe thấy bác sĩ Trần có những hành động dại dột như vậy thì anh Vũ Tiến Nam đã coi như là dìu bác sĩ Trần đi về, là vừa dìu nhưng mà anh nói là anh vừa ghì chặt cái cánh tay của bác sĩ Trần, tức là ép bác sĩ Trần phải quay lại ngôi miếu. Thì khi quay lại ngôi miếu thì anh Vũ Tiến Nam đã khép lại cửa miếu và sợ bác sĩ Trần lại đi. Và lúc này thì bác sĩ Trần đã gục đầu xuống khóc lóc kể lể với bà Ngọc Trinh rất nhiều. Thì lúc đó khi mà bác tĩnh tâm được trở lại thì anh Vũ Tiến Nam đã hỏi bác sĩ Trần tại sao lại dại dột như vậy. Thì bác sĩ Trần đã tâm vụ cùng ông Nam rằng
Bác sĩ Trần vừa làm mơ mà giấc mơ, tức là lúc bác ngủ ngủ ngồi, khi mà bác ngồi như là thiền đó thì bác ngủ đó, thì ở đây như là bạn gì đó nói gọi là di ảnh đúng không ạ? Cái bạn gì mà ở bên Mỹ nhỉ, vẫn viết thư mà thuyết không hình dung nổi đó. Tức là khi người ta ngồi thiền là không phải là làm mơ mà người ta gọi là nhìn thấy cái di ảnh. Tức là di ảnh của bà Ngọc Trinh, là hồn của bà Ngọc Trinh lơ lửng bay trên thác nước và gọi: "Anh Trần ơi, anh về với em đi, em cô đơn lắm. Suốt gần nửa thế kỷ qua, em cô đơn dưới dòng thác nước lầy và hồn của em vẫn đợi anh trở về với em. Anh đưa em về, anh đưa con cái của em về, anh đưa nhiều người nữa về với em. Bởi vì em vẫn ở mãi nơi thác nước lầy. Chỉ khi nào anh trở về với em thì chúng ta có thể đi trở về thế giới bên kia." Bác sĩ Trần đã tâm sự cái giấc mơ ngủ ngồi với anh Vũ Tiến Nam, nói rằng hồn của bà Ngọc Trinh đã gọi bác ấy trở về nơi bên kia thế giới, và chính hồn bà Ngọc Trinh bay lơ lửng trên cái thác nước đó, và bác sĩ Trần đã cố tình chạy theo và muốn coi như nhảy qua thác nước đó để đi về gặp bà hồn bà Ngọc Trinh. Đây chính là cái giấc mơ và lý do tại sao mà bác sĩ Trần muốn muốn nhảy xuống, chạy xuống dòng thác nước Begara. Vâng, sau khi mà ổn định, sau khi mà cái anh Vũ Tiên Nam này rất là dở hơi, sau khi mà nghe bác sĩ Trần nói như vậy thì bác ấy khóc ghê lắm. Thì ông Vũ Tiên Nam này đã động viên coi như là bác sĩ Trần, nói mà động viên bác và bảo bác đi ngủ, nhưng bác nói rằng: "Tôi không ngủ được và không bao giờ ngủ." Tức là bác ấy không cần ngủ bởi vì bác ấy không buồn ngủ. Đấy, vấn đề là bác muốn yên tĩnh. Chính vì vậy mà anh Vũ Tiên Nam đã phải coi như chiều theo ý của bác sĩ Trần để cho bác có một không gian yên tĩnh. Bác sĩ Trần bảo là: "Anh gõ mõ cho tôi, tức là gõ ba hồi chuông cho tôi và thắp một cái gọi là thắp một tuần nhang mới, rót nước mới, tức là thay nước mới đi. Đấy, hoa quả vẫn để nguyên, gõ ba hồi chuông và thắp nhang. Đấy, xong đó thì anh đi ra ngoài, đấy, hoặc là anh đi ngủ đi để tôi ở đây nói chuyện với Ngọc Trinh." Thì lúc đó thì anh Vũ Tiến Nam không dám đi ngủ. Lúc mà anh trở về, bà Điều Voi vẫn ngủ, vẫn ngáy khò khò, rồi hai vợ chồng của Tào Hoa cũng coi như là không thấy động tĩnh gì, có nghĩa mọi người ngủ say. Thì ông Vũ Tiên Nam không dám đi ngủ mà ông ta phải ngồi bên cái ở bên ngoài cửa các bạn, ở cách cái cửa ra vào một chút xíu, nó có những cái chiếc bàn xi măng đó các bạn, để ngồi đó ví dụ ăn uống hoặc uống nước trà thứ ở đó. Là ông Vũ Tiến Nam ngồi đó, và đúng lúc đó thì ông ta mới gọi điện về cho Ngân, đúng đâu khoảng gần 1 giờ đêm. Cái ông này rất là dở hơi đó, 1 giờ đêm rồi cũng đi gọi điện cho Ngân để làm gì, nói cái câu chuyện này. Ông ta như là kể công ấy, kiểu như kể công ấy các bạn. Đấy, thì trong khi đó thì ông ta kiểu như kể công với Ngân mà nói bác sĩ Trần như vậy, thì cuối cùng Ngân khóc lên hết ở nhà các bạn ơi. Ngân khóc lên coi như đòi, coi như là lao ra để mà đi lên trên thác nước Niagara cùng bác sĩ Trần. Lúc này là các bạn biết không, Đoàn Dư thấy Ngân khóc một cái là Đoàn Dư tỉnh ngay, coi như là chạy đến ngay. Đấy, rất may Đoàn Dư rất là thính ngủ, và coi như là cả nhà cùng dậy, coi như là khuyên khuyên Ngân bình tĩnh lại thế nọ kia. Ngân khóc các bạn ạ, Ngân đòi đi lên trên thác nước Niagara của bác sĩ Trần. Đây chính là cái câu mà bạn Thiên Nga Trần đã nói rằng là trong cái nội tâm của Ngân có một cái vách ngăn gì đó mà không thể xâm nhập được vào. Thì Thuyết cũng cảm thấy có một cái gì đó rất là đúng, tức là trong nội tâm của Ngân có vẻ như là bây giờ cái hồn của Ngân vẫn hướng về bác sĩ Trần, mặc dù cố tình nhận yêu Đoàn Dư rồi, nhưng có vẻ như là cái tình yêu của Đoàn Dư nó chưa có một cái gì, chưa có một cái gì đó để coi như khiến cho tâm hồn của Ngân nó sâu đậm và nó không thể quên, đúng không ạ? Nhưng riêng bác sĩ Trần đã làm cái gì đó để cho Ngân không thể quên được ông ấy. Và đến khi mà nghe bác sĩ Trần định nhảy xuống thác nước Niagara lần thứ hai thì Ngân đã khóc lên rất đau khổ, gào tên bác sĩ Trần, gào tên trong cái trong giữa đêm khuya và khiến cả nhà mất ngủ. Vâng, câu chuyện này vẫn chưa chấm dứt ở đây các bạn ạ. Thực ra khi nghe được câu chuyện này thì Thuyết rất là phân vân, Thuyết rất lo ngại, không biết làm sao đây, không biết phải làm gì với Ngân. Ngân đã bị, hay là Ngân thật sự đã bị bùa và không thể xa rời bác sĩ Trần. Tại sao Ngân vẫn chưa thể nào quên được bác sĩ Trần vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ. Tại sao vậy? Chị Jolie Chu ơi, chị nói rằng là chị lỡ thuyết trong vấn đề lý do tại sao mà Ngân lại đi Thái Lan cùng bác sĩ Trần. Thì đến bây giờ Thuyết vẫn đang áy náy cái câu trả lời của chị là không biết lý do tại sao. Và bây giờ làm cách nào đó để Ngân xa rời bác sĩ Trần đi, chứ không để này thật sự là nguy hiểm.
Trần Chân đang cố gắng gây sức ép và thuyết cổ vũ Trần Chân. Cổ vũ lý do để cho làm sao đó Ngân tách xa bác sĩ Trần đi. Đấy, các bạn đừng oán trách Trần Chân nữa, một chàng trai rất là tội nghiệp, thuyết chỉ biết thương Trần Chân rất nhiều thôi. Và dù cho Trần Chân có tội lỗi tày trời như thế nào đi chăng nữa thì thuyết cũng không dám trách Trần Chân nửa lời. Nói thật với các bạn như thế này, nói thì bởi vì nói có khi mà mình nói thì nó có ám vào người mình đâu. Nếu mà nó ám vào được thật thì thuyết cũng xin chia sẻ đôi phần. Nếu Trần Chân đau khổ 10 phần, thuyết cũng xin lãnh được 5 phần để chịu chịu cái sự đau khổ về thân xác của Trần Chân đang bị coi như dằn vặt đó. Nói thật với các bạn, nếu Trần Chân, nếu thuyết được chia sẻ cái điều đó và ông trời mà có linh thiêng làm được điều đó thì thuyết chấp nhận để chia sẻ một nửa nỗi đau với Trần Chân. Và mong rằng là những cái lời Trần Chân thì Ngân sẽ lắng nghe và làm sao xa rời được người cha của mình. Điều này sẽ khiến cho Trần Chân có thể khỏe mạnh thêm và khiến cho rất rất nhiều người có thể không phải chịu những cái nỗi khổ đau, thậm chí đến cả cái tính mạng của rất nhiều người bị đe dọa nữa. Vâng, video thứ hai trong ngày hôm nay của Thuyết xin tạm dừng ở tại đây. Thuyết xin chân thành cảm ơn quý khán thính giả và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán thính giả và các bạn trong hai video cuối cùng của ngày hôm nay nhé.